thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cảm ơn. Yeah. Mặt trời là cái đất lớn, còn tia nắng là than hồng. Mỗi ngày mà ta thức dậy, ta chỉ mong được an lòng. Hàng hôn là nhà lụa, một màn đêm là tấm chăn. Mỗi đêm ta ngồi ta viết, ta chỉ mong không bị tống ngăn. Mỗi đêm nếu nhớ đi trên đường vắng, đường lúc mình không cần gian ga. Lắng nghe những lời như lá, lá rơi khi như cầu đã qua. Lời ca là chất thức thức, âm nhạc cũng như hồn tinh hoa. Âm nhạc là cô gái đẹp, ta và nghe cầu lòng chân hoa. Cuộc đời này có đến mấy là 10 năm, sống làm sao khi khó, còn có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng, chẳng có đâu mà dài. Giống như em khai thác thường thường hỏi đi cô là ai. Có cánh hoa nào không ta, có giấc mơ nào không ta, hát đêm đơn từ đêm mai. Ta về quê vẫn mấy ngày, bằng mình vẫn chưa lắm nắng. Nhìn lại buồn buồn tháng năm, một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm. Tôi mong buồn anh sẽ không chắc mắt một thời đại. Anh nếu như cả cây khô và bóng sáng là một thời đại. Mọi thứ lại càng hơn chỉ, sao lại ta càng như một ai. Anh sống khi lâu thời số nhưng mơ lại quên. Có giấc mơ.